Xin chào các bạn nha. Đó, thì hôm nay cuối tuần mình có làm cái món là cá diêu hồng chiên giòn. Thì mình làm để đổi món cho bữa cơm gia đình, rồi quay clip lại chia sẻ đến các bạn cùng coi cho vui. Với cách làm cũng rất dễ, đơn giản tại nhà. Thì cách làm như thế nào, mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Đây là cái nguyên liệu của cái món ngày hôm nay mình đã chuẩn bị này. Đó, gồm có như sau nè. Thứ nhất là mình chuẩn bị cái con cá diêu hồng khoảng chừng 1 kg. Đó, mình ra chợ mình mua con lớn lớn vậy nè. Mình đã chà rửa với lại chanh muối đó, sạch nhớt, mình để ráo nước rồi đó các bạn. Đó, mình rửa bên trong cũng sạch sẽ luôn. Rồi để đến đây lát nữa rồi mình còn đem đi phi lê cá để mình làm cho nó ngon đó các bạn. Đây là cái bột gạo. Thì mình chuẩn bị khoảng nửa cái tô trung trung như thế này nè, khoảng chừng 100g. Để lát nữa mình đem đi tẩm bột mình chiên cá các bạn. Còn đây là cái gia vị để làm cái nước chấm nè, bao gồm nè. Đây là cái gừng thì mình chuẩn bị khoảng 2 lát. Đó, chanh 2 quả. Với thêm tỏi, mình chuẩn bị 4 tép vừa vừa như thế này các bạn. Đó, để đó lát nữa mình làm nước chấm nè. Đó. Rồi ớt thì mình chuẩn bị vài trái. Rồi với lại cái rau thì là mình chuẩn bị 2 cây. Ngò rí mình chuẩn bị khoảng chừng vài cây để lát nữa mình làm cái nước chấm đó các bạn. Cái đây là cái đường đường nâu, đường thốt nốt, mình chuẩn bị khoảng 1 muỗng rưỡi canh đó. Rồi thì cái nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Rồi cách thức thực hiện như thế nào và chi tiết ra làm sao, bây giờ mình xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Đó, mình cũng có để ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo á. Rồi bước đầu tiên thì mình đem con cá diêu hồng ra để mình phi lê nè. Đó, thì con cá mình đã chuẩn bị cho nó khô ráo á, mình phi lê như thế này này. Mình lấy cái dao mình cắt ngay cái đường giữa sống lưng của con cá. Đó, dao mình gập xuống nha các bạn. Rồi kia bắt đầu mình lặn cái phần lớp xương á, rồi mình phi lê từ từ nó ra để mình lấy cái phần thịt ra. Đó. Rồi cái mình sẽ cắt cái ngang cái phần ở dưới cái mang cá các bạn. Đó, rồi cái mình cắt dao như thế này để mình phi lê, mình lấy cái miếng thịt cá ra cho nó được ngon, được đẹp. Đó, mình lóc nó ra nè. Với con cá diêu hồng thì mình nên phi lê ăn cho nó ngon các bạn. Phi lê mình chiên lên ăn cho nó hấp dẫn. Rồi, thì mình đã phi lê xong được 1 miếng rồi đó, mình để đây. Còn cái mặt phía bên kia thì mình cũng làm tương tự. Đó, mình cũng cắt một cái đường ngang đó, tới cái khúc xương đó các bạn, là mình ngưng. Rồi, thì mình cũng lần ở phía giữa cái sống xương đó, cái sống lưng của con cá các bạn. Mình lần vô để mình filler tiếp cái phần còn lại của thịt cá đó. Rồi còn cái phần xương với cái phần đầu cá các bạn mình để đây, lát nữa mình còn đem đi chiên á. Với cái xương của con cá mình lần á, đó, mình lần như thế này để mình lọc mình bỏ nó đi các bạn, bỏ cái xương nó đi. Đó, mình lần cái xương đó mình lóc từ từ ra để mình lấy xương nó ra. Để khi ăn cho nó được dễ dàng á các bạn. Rồi, như vậy là đã xong. Rồi lúc này mình sẽ cắt khúc đó, với cái độ dài khoảng chừng 4 cm. Hoặc là 5 cm tùy các bạn. Đó, mình cắt nó miếng dài dài như thế này nè, để lát mình chiên mình ăn á, cho nó được ngon. Đó, mình cắt như vậy á, cắt hết nó ra luôn 2 miếng luôn các bạn. Mình để ra cái dĩa, lát nữa mình đem đi tẩm ướp nữa đó. Rồi còn cái phần mà đầu cá này thì mình cắt mình để đó. Rồi cái xương mình cắt đôi để lát nữa mình còn chiên đem đi trang trí các bạn. Đó. Rồi mình lấy xương cá này, đầu cá này mình để riêng qua bên như thế này nè. Rồi chuẩn bị mình đi ướp cá này. Mình sẽ cho muối lên. Với cá thì mình ướp chừng khoảng 1/3 muỗng cà phê muối các bạn. Ít như thế này á, để mình xoa bóp lát nữa mình chiên cho nó ngon. Thì cái xương cá với cái đầu cá mình cũng làm tương tự giống vậy. Muối cũng khoảng 1/3 muỗng, sau đó rồi mình trộn, mình xoa bóp nó. Đó, mình xoa bóp, mình trộn nó lên cho nó được thấm. Đó, muối nó thấm vô, có cái độ mặn mặn cho nó hấp dẫn các bạn. Rồi thì đối với cá thì mình chỉ ướp đơn giản vậy thôi. Chỉ có chút muối rồi mình ướp để cho nó thấm, để khi mình chiên nha các bạn, miếng thịt cá cho nó được cứng ngon. Rồi mình xoa bóp hết tất cả cái phần xương để lát nữa mình chiên luôn. Mình ướp khoảng chừng 15 phút nha các bạn. Sơ chế và tạm ướp của mình đã xong rồi đó. Rồi trong cái thời gian chờ đợi cá thấm thì mình sẽ cắt cái cây thì là, mình lấy 2 cây mình cắt nhỏ nó ra để mình làm cái nước chấm. Đó, mình cắt càng nhỏ càng ngon nha các bạn. Đó, mình cắt nhỏ như vậy để lát mình pha mình nước chấm cho nó thơm nó ngon. Rồi cắt xong mình cho ra cái chén để riêng. Rồi cái rau ngò rí mình cũng đem ra cắt nhỏ như vậy luôn các bạn. Đó, mình cắt nhỏ như vậy á, lát nữa mình pha nước chấm á, cắt nhỏ luôn. Rồi mình cũng đem ra để cho riêng quảng bên, lát nữa mình làm cái nước chấm á. Rồi chanh thì mình cũng đem ra cắt lát.
hai cái quả chanh lúc nãy mình chuẩn bị các bạn, đem ra cắt hết luôn để mình lấy nước, lát nữa mình làm cái hỗn hợp nước mắm. Rồi mình cho ra dĩa để đó. Lúc này mình sẽ tiến hành làm nước chấm này các bạn. Đó, mình cho cái tỏi này, tỏi hồi nãy mình đã chuẩn bị được 4 tép cho hết luôn, với lại cái ớt xanh đó, khoảng chừng 4-5 trái cho nó có cây cây nó thơm nó ngon. Rồi ớt cây này 3 trái với lại một lát gừng. Rồi mình cho thêm bột ngọt khoảng chừng một muỗng cà phê nhỏ nhỏ. Rồi mình giã nhuyễn nó lên luôn nha các bạn. Rồi lúc này mình sẽ vắt chanh vô, hai trái chanh hồi nãy mình đã chuẩn bị các bạn, vắt hết nó vô. Thì với cái lượng nước chanh thì khoảng chừng 2 muỗng canh đó. Đó, sau đó rồi mình cho nước mắm vô này. Thì nước mắm mình cho khoảng 4 muỗng canh như thế này để cho nó đậm đà nó ngon. Đó, tiếp đến mình cho đường nâu vô. Đó, đường nâu hồi nãy mình đã chuẩn bị là nhiêu đây cũng khoảng 1 muỗng canh rưỡi đó. Đó, cho hết nó vô. Mình sẽ trộn đều nó lên để cho nó tan ra nha các bạn. Đó, mình trộn đều lên cho nó tan ra. Đó, như vậy là cái nước chấm của mình đã đánh tan cái đường rồi đó. Rồi lúc này xong xuôi đó, mình sẽ cho cái hỗn hợp rau ngò lý, ngò rí, thì là đó, mình cho hết nó vô. Đó, mình quậy nó lên rồi, cái hỗn hợp nước chấm của mình đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ để chuẩn bị mình cho ra chén nè. Đó, thì cái hỗn hợp nước chấm của mình đã chuẩn bị xong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đem cá đi chiên nha các bạn. Thì cá mình cũng đã ướp khoảng chừng 15 phút rồi. Bây giờ mình đem đi chiên. Thì trước khi chiên thì mình sẽ tẩm qua cái lớp bột gạo á. Thì cái bột gạo thì mình sẽ cho vô, mình tẩm cho nó bám đều hết xung quanh cái mặt cá là được các bạn. Đó, bám đều như vậy là được, để khi mình chiên nó được giòn, nó ngon, với lại nó không bị văng dầu ra ngoài nhiều các bạn. Đó, mình tẩm bột như thế này để mình chiên cho nó không văng dầu, với lại cho nó có cái độ giòn vàng đẹp ngon. Đó, mình tẩm như thế này là được. Rồi lúc này mình cho dầu vô rồi để mình chiên này. Đó, dầu thì cũng đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho cá vô chiên thôi. Thì cái lượng dầu của mình đó các bạn, mình cho vô mình chiên đó, cho nó ngập ngập cái mặt cá một chút cho nó được ngon các bạn. Đó, mình chiên dầu nhiều nhiều một chút như thế này nè. Đó, xong xuôi đâu đó rồi mình sẽ canh lửa. Thì đối với cái đây thì mình chiên trên cái lửa vừa vừa trước để cho đó, cá nó xe xe cái mặt lại cái đã. Đó, nó xe xe nó vàng lại cái mình trở qua trở lại. Rồi sau đó rồi mình hãy tăng lửa lên mình chiên cho nó vàng luôn nha các bạn. Với con cá mình tẩm bột mình chiên thế này thì nó cũng nhanh vàng lắm á. Đó. Rồi thì thời gian mình chiên khoảng chừng 5 đến 7 phút thì nó cũng được như thế này nè. Đó, nó hơi vàng vàng như vậy các bạn. Rồi mình sẽ tăng lửa lên, mình tiếp tục mình chiên khoảng chừng 5 phút nữa là nó vàng cá. Rồi mình hãy vớt ra. Đó, lúc này mình đã cảm nhận con cá nó đã vàng rồi nè. Các bạn xem nè, để mình gấp lên cho các bạn coi nè. Thế thì cá nó vàng như vậy là được, cái da nó đã hơi cứng cứng, giòn giòn, mình cảm nhận rồi đó. Rồi bây giờ mình lấy ra, mình cho qua cái giấy thấm dầu. Đó, mình vớt ra nha các bạn. Thì với con cá này thì mình chiên nó cũng khoảng tầm 10-15 phút đó. Cái phần cá, xương cá với đầu cá còn lại mình sẽ cho vô mình chiên cái mẻ tiếp theo nè. Đó, mình cho hết vô mình chiên cứ tương tự như vậy. Thì mình cũng canh canh mình trở qua trở lại rồi mình chiên khoảng tầm thời gian cũng chừng 10-15 phút đó. Cho nó vàng, nó giòn rồi cái mình vớt ra. Đó, thì mình chiên nó vàng như vậy là được. Đó, mình thấy nó vàng như thế này. Cho cũng cho ra vớt ra, cho ra cái giấy thấm dầu luôn. Cái phần xương này để lát nữa mình trang trí lên luôn. Rồi bây giờ mình trình bày ra dĩa nè. Đó, thì cái món cá này thì mình làm thấy nó cũng đơn giản nhanh tại nhà. Cái món này mình cũng có thể làm với cái nước sốt khác, ví dụ như là tương ớt, tương cà, sốt béo mayonnaise mình pha vô. Đó, mình chiên xong mình để ra trình bày ra. Đó, các em nhỏ rất là mê luôn. Rồi thì cái món cá du hồng chiên giòn của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Đó, thì hôm nay với cái món này cái mình làm lon bia cho nó mát này. Đó. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Thì hôm nay cuối tuần á, thì mình làm cái món này á, đó, lai rai ra lon bia cho nó hấp dẫn á các bạn. Đó, nếu mà có bạn bè đến chơi thì mình làm cái món này mình ăn nó cũng ngon.
Rồi để mình lấy lên cho các bạn coi nè. Đó, cá mình chiên nó vàng, nó cảm nhận nó giòn giòn như vậy là mình nhìn thấy nó được rồi đó. Để mình chấm vô cái nước chấm của mình nè. Nước chấm chanh, ớt, tỏi, gừng, thêm lá thì là. Rồi xin mời các bạn nha. Rồi để mình lấy thêm cái phần mà phần đuôi á, mình chiên nó giòn giòn để mình chấm vô mình ăn thử coi nó giòn không nha. Xin mời các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem mất cái clip của mình nha. Thì cái món này hôm nay mình làm lòng biên như thế này, mình cảm nhận nó thấy nó ngon lắm luôn á. Đó, cái là chiên giòn, xốp, ngon, thịt cá rất là thơm. Mình kết hợp với cái chén nước chấm này các bạn. Đó, chanh, ớt, tỏi, rau thơm, chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Ăn rất là tuyệt vời. Thì cái món này mình cũng có thể ăn với cơm. Đó, thì hôm nay mình có làm ly bia. Đó, các bạn cũng có thể làm ly bia la rai cũng rất là hấp dẫn luôn á. Rồi thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like, rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Thêm ly bia nữa nè.